Ai đánh đấu? Ê ôi, ai lại đánh vào đến như thế? Giờ mới có 6 giờ mà, giờ có 6 giờ mà đã nghỉ rồi á. Ba người đánh bên kia đánh sao được? Đội kia hòa khéo bị loại mẹ rồi, đội mình loại. Đang đội đang hòa bây giờ đang đá đang hòa. Trận đúng không? Ừ. Ai vào đi? Chị xem live mẹ vừa điện Tân Xuyên.